Mấy ngày hôm nay thì mình có xem cái kênh của cái anh Trần Đặng Đăng Khoa. Thì có biết là anh này là trước đây là đã từng đi du lịch vòng quanh thế giới bằng xe máy. Thì bây giờ là đã và đang đi bằng ô tô. Đấy. Thực sự là với những cái con người mà có thể đi phượt kiểu như vậy thì nó rất là đáng ngưỡng mộ. Nó tạo ra nguồn cảm hứng cho rất nhiều người muốn đi nhưng mà nhiều khi người ta trì hoãn, đã không đi. Nhưng này thì anh đi kiểu bất chấp luôn, vì đam mê luôn. Đi đi. Cái xe ô tô bây giờ thì mình nghĩ là nó đỡ hơn trước rồi, nhưng mà cái việc đi xe máy ấy thì thực sự là nó mệt mỏi hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà anh này anh vẫn đi, và anh đi qua khoảng 70 nước gì đấy, rơi vào khoảng hơn 80.000 km trong khoảng 3 năm. Đấy. Dự định là trong cái chuyến đi ô tô mới nhất này sẽ đi khoảng 100 nước, cũng dự kiến khoảng mất khoảng 3 năm. Đại khái mình thấy cái việc đi này nó không khác gì như là kiểu đường tăng đi thỉnh kinh trước đây. Thực sự nó là một cái trải nghiệm mà không phải ai có thể có được. Rất nhiều người đi nhưng mà đi ở dưới hình thức là đi như thế nào thôi, đúng không? Giữa các bác bắt máy bay các bạn đi nó khác, mà các bạn đi xe máy nó khác, đi ô tô khác, thậm chí có người đi bộ nó khác. Nó đi một lần, đi hai lần. Đấy. Anh này anh cũng có ra cuốn sách là Nhật ký 1111 ngày. Trên chiếc yên xe cà tàng đấy, là trên cái chiếc xe quay đi vòng quanh thế giới đấy, thật sự là đáng ngưỡng mộ. Bản thân mình cũng cũng thích cái kiểu đi như vậy, tuy nhiên là rất nhiều thứ nó không cho phép mình, ví dụ tài chính là một phần rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất đây đó là các bạn có bản lĩnh. Đi một mình nó phải có bản lĩnh, đến đất nước xa lạ, mọi thứ phong tục tập quán, con người, tiếng, tất cả mọi thứ đều xa lạ, các bạn vượt qua được thì đáng ngưỡng mộ. Và hiện tại mình vẫn đang theo dõi kênh của anh này, thì gần nhất là có cái video là anh đến Malai đúng không, xong anh ấy lại trở về Việt Nam rồi, và có quay lại cái vì làm nào lại đi xem vòng quanh thế giới rồi. Đấy, còn hiện tại giờ thì mình cũng không biết, nhưng mà rất là nể phục cái anh này. Cái cách mà anh ấy chuẩn bị xe đúng không, đi chiếc xe su cấp đấy, anh gọi là xe sóc, anh gọi tên xe của mình sóc đấy, thì chuẩn bị xe, độ chế, bắt đầu là các cái vật dụng kèm theo nó rất là chỉnh chu chu đáo, tức là đã có một sự chuẩn bị rất kỹ hơn so với cái lần đi xe máy đâu. Đấy, đi xe máy thiếu thốn khổ sở thế mà vẫn còn đi được, đi ô tô đầy đủ như này. Nói chung là thật sự là mình thấy rất là ngưỡng mộ, và không chỉ mình đâu, rất là nhiều bạn thì đều có một cái công sức nhỏ bé cho cái hành trình của anh này, đó là bằng cách là xem video của anh ấy. Cũng là chính là giúp anh ấy kiếm tiền trên YouTube để có tiền trang trải chuyến đi rồi đúng không? Đấy, một lượt xem, một lượt like cái kênh, đây những cái gì mà có thể là các bạn có thể làm được. Thật sự đây là những cái người truyền cảm hứng cho chúng ta, và chúng ta nên là ủng hộ những con người như vậy.